cỏ lá gừng hay còn gọi là cỏ gừng Thái bạn ơi. Một cái này sẽ bán theo kg nhá, nó sẽ là một cái bụi như này. Cây rất là dày, với cả hàng này khác với hàng cỏ Nhật ý, là nếu mà cỏ nhung Nhật ý thì phải là nắng chang chang bạn ơi. Còn nếu mà ở trong dâm hoặc là trong tán thì nó sẽ không sinh trưởng phát triển được. Nhưng mà cái cỏ này thì trong bóng thì nó vẫn trồng được nhé bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cỏ gừng Thái thì xin vui lòng alo ạ. Số điện thoại là 0977973535 bạn ơi. Hàng này bán theo kg ạ. Cân cả đất cả cỏ như này luôn ạ.